Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng một tháng, tương đương với tăng khoảng 20,8%. Tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với đối tượng do ngân sách nhà nước chi trả khoảng 12,5%, hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995. Việc điều chỉnh này dự kiến được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm sau. Đồng thời với đó là đề xuất điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ đầu tháng 1 năm sau. Theo Ủy ban xã hội, việc tăng lương cơ sở dựa trên nhiều yếu tố. Việc cải cách tiền lương có thách thức lớn về nguồn lực, đặc biệt trong bối cảnh đất nước vừa trải qua hơn 2 năm chống chọi với đại dịch Covid-19 và bắt đầu phục hồi kinh tế. Thưa quý vị, cập nhật tin bão số 6 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Vào hồi 7 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, tương đương với 118-149 km mỗi giờ, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km mỗi giờ. Biển động dữ dội. Dự báo từ 48 cho đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Thưa quý vị, trái bưởi tươi là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ sau xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây đã công bố yêu cầu nhập khẩu trái bưởi tươi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Sau hơn 5 năm đàm phán, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã thông báo chính thức cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam. Theo quy định của Hoa Kỳ, vùng trồng và cơ sở xử lý trái bưởi tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ phải được đăng ký với Cục Bảo vệ Thực vật và Cơ quan Kiểm dịch Động vật Hoa Kỳ. Trái bưởi không được nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật mà Hoa Kỳ quan tâm, được xử lý chiếu xạ và được Cục Bảo vệ Thực vật cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Thưa quý vị, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại một công ty đông công nhân nhất Đồng Nai ở huyện Vĩnh Cửu. Cách đây hơn 4 tháng, công ty này cũng đã xảy ra cháy lớn. Và trong chiều ngày hôm qua, hỏa hoạn lại xảy ra tại xưởng sản xuất đế giày của công ty trách nhiệm hữu hạn Changxin. Nguyên vật liệu trong xưởng là cao su, nhựa dễ cháy nên lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn xưởng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt khống chế lửa, tránh để đám cháy lan sang xưởng khác. Hỏa hoạn không gây thương vong, song nhiều tài sản, đồ đạc đã bị thiêu trụi, hư hỏng. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất giày có 3 nhà máy tại Đồng Nai với tổng số khoảng 41.000 công nhân. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về tổ chức tổng rà soát kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ nay cho đến ngày 15 tháng 12, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm, cháy nổ cao như là khách sạn, nhà trọ, quán karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất. Qua đợt kiểm tra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an thành phố Hà Nội sẽ đề xuất xây dựng biểu đồ điện tử về phòng cháy chữa cháy theo vùng. Nhằm giáo dục cho các em học sinh ý thức tự giác bảo vệ môi trường cũng như tuyên truyền tới mọi người xung quanh cùng chung tay bảo vệ sự sống, môi trường xung quanh chúng ta, Ban Giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Mỹ Đồng phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Ngọc Phương Anh NPA vừa tổ chức ngày trải nghiệm ở Environment Lab tại Trường Trung học Cơ sở Mỹ Đồng, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Chương trình đã thu hút hơn 200 học sinh và phụ huynh tham gia. Với phòng thí nghiệm di động về môi trường lần đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam cho trẻ em Việt trải nghiệm về môi trường. Đây là dự án được quỹ tài trợ từ chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ khu vực Đông Nam Á của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội năm 2022. Các hoạt động trong chương trình hiện tại tập trung vào 3 vấn đề lớn về môi trường là rác thải nhựa, rác thải thực phẩm và rác thải quần áo. Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của học sinh về các vấn đề môi trường, nâng cao sự quan tâm và hiểu biết của học sinh về khoa học môi trường, truyền cảm hứng cho học sinh thay đổi những thói quen chưa tốt và hành động có ích cho môi trường. Thưa quý vị, Ủy ban Điều tra Nhà nước của Nga đã mở cuộc điều tra khi một chiếc máy bay được cho là máy bay Su-34 của quân đội Nga rơi vào một tòa nhà dân cư ở thành phố Yeysk thuộc vùng Krasnodar. Tính tới thời điểm này, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong khi 6 người khác thì mất tích. Theo lời các nhân chứng tại hiện trường, vụ rơi máy bay đã khiến tòa nhà 9 tầng chìm trong biển lửa khổng lồ. Ngay sau vụ tai nạn, xe cấp cứu và lính cứu hỏa từ khắp nơi trong thành phố đã được điều tới hiện trường.
Thưa quý vị, số liệu Bộ Nông nghiệp Ukraine công bố vào ngày 17 tháng 10 cho thấy, theo số liệu của bộ trên, Ukraine đã xuất khẩu 2,12 triệu tấn ngũ cốc, chủ yếu là ngô và lúa mì từ đầu tháng 10 cho đến nay, so với mức là 2,17 triệu tấn vào cùng kỳ năm 2021. Số liệu trên cho thấy kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong 17 ngày đầu tháng 10 chỉ thấp hơn 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh một số cảng biển bị phong tỏa và xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã sụt giảm kể từ tháng 2 năm nay khi xung đột khiến mùa màng tổn thất, cảng biển bị phong tỏa, đẩy giá ngũ cốc toàn cầu tăng cao và làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng lương thực. Ngày 22 tháng 7 vừa qua tại thành phố Istanbul, Nga và Ukraine đã ký các thỏa thuận riêng rẽ với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen có hiệu lực trong vòng 120 ngày, theo đó sẽ hết hiệu lực vào nửa cuối tháng 11 tới. Liên Hợp Quốc đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ gia hạn thỏa thuận này. Thủ tướng Anh Liz Truss ngày 17 tháng 10 đã xin lỗi vì những sai lầm trong chính sách của bà, khiến niềm tin của nhà đầu tư giảm và mức độ tín nhiệm trong các cuộc thăm dò của bà bị sụt giảm. Mặc dù vậy, bà khẳng định sẽ không từ chức Thủ tướng Anh. Trước đó, bà đã chỉ định ông Jeremy Hunt làm Bộ trưởng Tài chính mới của Anh sau khi nhận ra rằng mình cần phải thay đổi hướng đi. Trước đó, trong một đánh giá vào ngày 15 tháng 10, tân Bộ trưởng Hunt cũng cho rằng chính phủ của Thủ tướng Truss đã mắc sai lầm khi thực hiện kế hoạch cắt giảm thuế gây tranh cãi, dẫn đến tình trạng hỗn loạn trên thị trường tài chính của nước này. Thưa quý vị, nước Pháp sẽ phải đối mặt với các cuộc đình công của người lao động trong ngành vận tải trên khắp cả nước vào ngày 18 tháng 10, trong bối cảnh chính phủ nước này và các nghiệp đoàn vẫn bế tắc trong các cuộc đàm phán về lương nhằm nối lại hoạt động tại các kho dầu. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với Tổng thống Emmanuel Macron kể từ khi ông tái đắc cử hồi tháng 5 vừa qua. Các cuộc đình công trong ngành năng lượng Pháp đã kéo dài gần 3 tuần qua, khiến nguồn cung nhiên liệu của nước này thiếu hụt nghiêm trọng. Thực tế này đã khiến nhiều trạm xăng không có xăng bán cho người dân và chỉ 30% số trạm xăng được cung ứng xăng dầu. Chính phủ Pháp cho biết 3 trong số 7 nhà máy lọc dầu và 5 nhà kho chứa dầu lớn đã bị ảnh hưởng do làn sóng bãi công này, đồng thời cảnh báo phải mất ít nhất 2 tuần sau khi các cuộc đình công kết thúc để nguồn cung xăng dầu trở lại bình thường. Vào sáng ngày 18 tháng 10, đồng yên tiếp tục suy yếu so với đồng bạc xanh của Mỹ, bất chấp những cảnh báo về việc can thiệp để bình ổn thị trường tiền tệ của Bộ Tài chính Nhật Bản. Vào lúc 9 giờ tại thị trường Tokyo, tỷ giá giữa hai đồng tiền được niêm yết ở mức 148,96 cho đến 99 yên 1 đô la Mỹ, giảm nhẹ so với mức giá giao dịch là 148,97 đến 149,07 yên trên 1 đô la Mỹ ở thị trường New York, nhưng lại tăng so với mức giá đóng cửa là 148,64 đến 65 yên 1 đô la Mỹ ở thị trường Tokyo vào lúc 17 giờ chiều qua. Một số nhà phân tích nhận định rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sẽ có điều chỉnh nhỏ về lãi suất, nhưng nó sẽ không đủ để làm hài lòng các nhà đầu cơ. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 17 tháng 10, ở thị trường New York, tỷ giá của đồng yên đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 149 yên 1 đô la Mỹ trong 32 năm, khi mà các kỳ vọng lạm phát tăng đã củng cố quan điểm cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tương lai gần. Bên cạnh đó, động lực bán đồng yên cũng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông không quan ngại về việc đồng đô la Mỹ tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 9 giờ sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.